Cũng như mọi chương trình khác của Người Kết Nối, chúng tôi đã bí mật đón người thân trong gia đình của người mẫu Ngọc Châu lên Sài Gòn. Đó chính là mẹ của cô. Sẽ có một cái chuyến hành trình đi cùng với cô để mà thăm lại đứa con gái mà cô rất là thương. Sáng nay cô lên sớm không? Ở nhà cô xuất phát ra đi là 3 giờ, tới bến An Sương là 5 giờ rưỡi. Cái chú xe ôm chở vô tới đây không biết ở đây là ở đâu luôn. Chú xe ôm chú đứng cho nói trời sao cô dám đi mình cô vậy. Thì giờ người ta hẹn đây thì đứng ở đây đi chờ chút xíu. Trước khi mà mình cùng đi thì cô có thử tưởng tượng là công việc người mẫu sẽ như thế nào chưa? Cô không tưởng tượng được. Bởi vì cô chưa có thấy được cái gì hết, cô không tưởng tượng được. Dạ, vậy thôi bây giờ là cô đi với con để mình đi thăm Ngọc Châu được không ạ? Dạ rồi. Cảm ơn con. Dạ. Cái kỷ niệm mà mình được làm mẫu thì cũng vui lắm. Khi mà cuối năm 2 sang năm 3 thì lúc đó mình vô tình mình lại quen được những bạn học thiết kế thời trang. Lúc đó là khoảng 4 5 giờ chiều rồi cơ, khi mà hai bạn mà bên ngành thiết kế thời trang đi tìm mẫu để mà diện cho cái thiết kế của họ thì họ bảo là tụi em đang ngồi bất lực lắm chị. Tại vì em đã tìm từ 8 giờ sáng cho tới tận 4 giờ chiều mà chẳng thấy ai cả. Đang định đi về thì lại tự nhiên vô tình thấy chị từ trong kia vậy đi ra. Đó, thì thế là họ chạy đến và nhờ Châu để mà có thể trình diễn. Thì lúc đó Châu không nghĩ gì cả. Khi mà mình nghe tới cái chuyện mà chị có thể giúp em làm mẫu mà diễn hay không là đồng ý liền. đồng ý liền không suy nghĩ luôn hả? Thế là lúc đó mình đi catwalk như thế nào? Dạ, lúc đó thì mình chỉ giữ trong đầu là đi làm sao đừng bị té thôi nha Châu ơi Châu. Thời khắc mà mình quyết định đăng ký tham gia Việt Nam Next Top Model thì lúc đó mình cũng cảm thấy là giờ mình thích quá rồi. Giờ mình không biết làm sao hết. Và thông qua chương trình thì mình cũng biết được là đây chính là cái con đường ngắn nhất để mà mình có thể thực hiện cái ước mơ trở thành người mẫu của mình. Lúc đó Châu mới quyết định lấy hết can đảm và quyết định đăng ký tham gia. Lâu rồi mới lại thấy con gái mình vậy, cô thấy sao? Thấy nó thì thấy nó cũng vui vẻ, thấy nó cũng thấy thương, nhưng mà không có gặp nó được đâu. Châu á thì cái vụ mà người múa dẻo rồi là Châu khoái lắm á, từ nhỏ luôn á. Cái vậy nhà cô thường nói thì nói sao mà nhà này sao không có ai xí soạn, mà sao cái con này nó xí soạn quá chừng không biết. Nhỏ chị nó là nó nông dân lắm. Mà sao có nhỏ em này nó vậy đó không biết nữa. Mấy người ở xóm nói con bà nó đi thi trên truyền hình, bà có mở ra bà coi không? Nó nào ngay cô ít coi tivi lắm. Rồi cái bữa hôm đó cô mở ra cô thấy mà đi cái vòng đầu tiên á, mà Châu đi cao mà mặc cái đầm vàng đi mà té xuống lần đặt đứng vậy ha. Rồi cô nói thôi nghỉ đi, tôi giái cho con tôi rớt đi vậy đi học. Ở đi cái độ quá cao mà con mình té nữa thôi ngoài tôi nói tim nhảy ạch ha. Tôi giái cho con tôi rớt đi vậy đi học. Bởi vì nó còn học 1 năm nữa nó mới ra trường. Cái mấy người kia nói trời ơi con bà vậy mà giái vô rớt bà này kỳ cho tôi rồi, con tôi đi thấy ớn không? Cái gì trên cao mà anh té xuống lỡ có gì sao, nhưng mà thực tế là người ta có rõ rẻ, người ta móc trên cái lưng của nó. Mà lúc đó là thấy vậy là có gọi điện thoại cho Châu liền không? Không, cô không gọi. Cô không gọi luôn? Không, không có gọi. Sao nó lại không gọi? Không có gọi. Bởi vì con Châu cái tính của nó, ý nó muốn là nó phải làm cho bằng được. Đó. Nên thành ra cô cũng không có gọi. Thực ra ban đầu khi mà Châu đi thi á thì mẹ cũng không ủng hộ lắm, nhưng mọi người cũng thường biết á là gia đình ở quê mà người ta vẫn mường tượng nó là cái gì đó xa xỉ và nó là cái gì đó không phù hợp với mình, với là những người xuất thân từ dân tỉnh hoặc là dân ở quê. Chị hai và em út ủng hộ rất là nhiều, hai người không phản đối, chỉ có mẹ là người duy nhất mình cần thuyết phục. Cô mới nói tôi thấy nghe nói quá thôi ấy rớt thì về đi học con ơi. Cái nó nói mẹ nói chứ vô đây ai người ta cũng đáng hết à. Thì thôi mẹ để con thi. Nó nói thôi ý con muốn thì con cố gắng lên ngân con. Rồi cái mẫu tình cô cứ nhắc là anh thích thì cố lên nghe, chứ để thích mà cố không cố thì thua ta đó. Cái nó nói con ráng. Châu có một cái may mắn đó chính là khi mà từ nhỏ được mẹ rất là tin tưởng, cho nên khi mà mình nói với mẹ là mẹ ơi cái này con làm được nè, cho nên là mẹ cứ để con làm đi thì chắc chắn là mẹ sẽ cho mình làm thôi, mẹ không cản nữa. Nguyên ngày làm việc không lúc nghỉ ngơi của Ngọc Châu cũng là nhiêu đó thời gian mẹ cô chờ đợi và theo dõi để hiểu thêm công việc của con. Cô thấy con gái mình làm việc rồi tập luyện rồi ăn uống như thế, cô thấy như thế nào? Thấy nghe hơi vất vả chứ. Hồi trước kia mình ở nhà thì mình không thấy công việc của con mình là như thế nào. Mình cứ nghĩ rằng là chắc con mình sung sướng.
À, ai cũng thấy là coi như là mặc đồ đẹp, trang điểm đẹp lên là sung sướng. Nhưng mà không ngờ thì nó cũng vất vả y như mình thôi. Mình thì thay cho mình lao động là ngoài nắng ngoài mưa, còn tuốt ngày là ở trong mát mà, nhưng mà nó cũng phải quằn quặt suốt ngày luôn, chứ nó cũng đâu có nghỉ ngơi là ở không y như mình nghĩ đâu. Thì ngày hôm nay là Ngọc Châu sẽ biểu diễn ở trên sân khấu này, thì bây giờ là cô với con lấy cái vừa trồng coi mình nhìn coi được không? Cô có mệt dữ không? Ý là tại vì trễ rồi đó, bình thường là ráng, cần cô có mệt bữa nay cô cũng ráng.